Đàn ông thích cưới vợ hiền ngoan nhưng vẫn âm thầm mơ mộng đến những gái hư, gái lẳng lơ với thân hình nóng bỏng, làn môi bóng bẩy, xăm trổ trên người. Người đời vẫn nói về gái hư và gái ngoan, như thể đây là những chuẩn mực tuyệt đối trong xã hội. Nhưng thực tế, ranh giới giữa hư và ngoan của một cô gái không phải lúc nào cũng như màu trắng và màu đen. Mọi chàng trai đều muốn có một cô bạn gái ngoan để giới thiệu với gia đình, nhưng cũng không che giấu niềm khao khát về một cô bạn gái hư, vốn thường xuyên xuất hiện trong mơ với khả năng đánh thức mọi giác quan của phái mạnh. Dưới đây là lý do khiến đàn ông thích gái hư, gái lẳng lơ, hoang dại trên giường. Đây là một lý do quan trọng khiến đàn ông yêu thích các cô gái hư. Họ cảm nhận rằng các cô ấy sẽ thể hiện tuyệt vời trong phòng ngủ vì không có bất cứ rào cản nào. Không có bằng chứng về điều này, song các chàng trai chưa bao giờ thôi tưởng tượng những điều thú vị có thể thực hành nếu có bạn gái hư. Biết đối thoại với người khác giới. Không phải Đoan Trang Đức Hạnh, cũng không phải lẳng lơ ong bướm. Một người tình tuyệt vời sẽ biết cân bằng hai thái cực của gái ngoan và gái hư. Một vài ánh mắt quyến rũ, một dáng đi mềm mại và cách nói chuyện thu hút, linh hoạt không phải là điều quá hư hỏng như những người cổ hủ vẫn thường nghĩ. Ngược lại, điều này chỉ làm cho mọi cô gái trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các chàng trai. Không biến mọi thứ thành màu hồng. Một cô gái ngoan sẽ nắm lấy tay chàng và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho dù chính chàng là người làm lộn tùng phèo mọi thứ ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng gái hư sẽ không ngần ngại để chàng đối mặt với sự thật không mấy đẹp đẽ để có thể học hỏi từ những sai lầm. Quả thật, dịu dàng, ngọt ngào, xoa và xóa đi mọi chuyện sẽ đem lại cảm giác nhẹ nhõm lúc ban đầu. Nhưng đó tuyệt đối không phải là một cách xử lý hay, và các cô bạn gái cá tính luôn biết được điều này để tránh không mắc phải sai lầm. Không giấu giếm. Các cô gái hư đi kèm với chân dài nóng bỏng, cánh tay trần, thấp thoáng vòng ba. Họ không bao giờ do dự xăm mình trên ngực hay ở khe mông và thoải mái phô bày chúng. Đàn ông có lỗi gì nếu ánh mắt họ đậu lại trên những hình xăm này, giống như sắp gặp nam châm. Họ rất chịu chơi. Bạn muốn có một chuyến phượt bụi hay cắm trại ngoài trời với bạn bè. Các cô gái tốt có thể không bao giờ tham gia những chuyến như vậy. Song các cô gái hư sẽ không chờ phải hỏi, và họ đủ tự tin để tham gia chúng thoải mái. Họ chẳng thấy uống say có gì là xấu. Các cô gái hư không bao giờ phàn nàn đàn ông về việc uống quá 2 chén. Thậm chí họ còn khuyến khích bạn và không bao giờ do dự uống cùng hay cạnh tranh với bạn. Gái hư không nghĩ nhiều về tương lai. Đây cũng là một trong những điểm cộng mà phái mạnh thích hẹn hò với gái hư. Hầu hết các chàng trai đều trải qua những năm tháng dài trước khi họ trở thành người đàn ông trưởng thành thực sự. Thời gian đó, họ ngần ngại mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai. Trong khi các cô gái ngoan lo lắng về vai trò làm vợ, làm mẹ của mình, thì gái hư thích trải nghiệm những niềm vui, trò đùa hài hước. Sự đồng điệu trong suy nghĩ đó cũng là một lý do khiến gái hư dễ dàng hạ gục trái tim các chàng, đặc biệt là các chàng trai trẻ. Gái hư tự tin. Một trong những điểm mạnh của gái hư là họ thường không quan tâm tới những gì mọi người nghĩ xung quanh. Nhờ vậy, họ luôn tự tin và cởi mở hơn so với những cô gái ngoan, người hay e dè trước ánh mắt người khác. Và thực tế cho thấy, chàng trai nào cũng dễ dàng bị hạ gục trước các cô nàng tự tin, thích hướng ngoại. Đám cưới, kỳ vọng và hiện thực khác nhau như thế nào? Trong một đám cưới được lên kế hoạch cẩn thận, nỗ lực để duy trì cuộc hôn nhân bền vững của cặp đôi bắt đầu. Hôn nhân là một bước ngoặt trong đời, và đi cùng với niềm hạnh phúc được về chung một nhà là những thách thức mới. Dưới đây là những vấn đề và mâu thuẫn chung mà các cặp đôi mới cưới thường gặp phải cùng với cách giải quyết. Cảm xúc hụt hẫng hậu đám cưới. Trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần sau đám cưới, một số cặp đôi có thể cảm thấy chán nản hoặc thậm chí là buồn bã. Các cặp đôi dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để lên kế hoạch và tổ chức đám cưới. Nhưng khi tất cả những hào nhoáng qua đi, bạn và chồng mình sẽ phải đối mặt với thực tế cuộc sống. Các cặp đôi hãy cố gắng chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ và các sự việc xảy ra hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày của mỗi cặp đôi thường tạo nên từ những việc nhỏ nhặt. Vì thế, tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé vụn vặt sẽ làm hai bạn gắn bó hơn về lâu về dài. Thiếu thời gian dành cho bản thân. Sau khi kết hôn, nhiều cô gái ít giao lưu với bạn bè, cũng như ít chia sẻ với ai khác ngoài chồng mình. Tuy nhiên, đừng chỉ biết đến chồng mà bỏ quên các mối quan hệ bạn bè khác. Dù bạn đang bước vào một giai đoạn mới mẻ và tuyệt vời trong cuộc đời, theo nhiều khía cạnh, bạn vẫn chính là mình. Hãy duy trì những tình bạn đã từng nâng đỡ và làm bạn hạnh phúc trước khi bạn lập gia đình. Có như vậy, bạn mới không cảm thấy cô đơn hoặc tù túng khi kết hôn. Không được lòng các thành viên trong gia đình. Trong hôn nhân, bạn không thể tránh khỏi làm ai đó trong gia đình phật ý, nhất là khi bạn phải dành thời gian cho cả hai bên bố mẹ. Bố mẹ bạn hoặc bố mẹ anh ấy có thể phật lòng vì bạn không về thăm vào những ngày lễ Tết hoặc thời gian bạn đến chơi chưa đủ lâu. Hãy cố gắng thống nhất với nhau về cách ứng xử với hai bên nội ngoại. Ngay cả khi cả hai không tìm được tiếng nói chung, trước mặt người khác, hãy ủng hộ cách giải quyết của vợ hoặc chồng, thay vì chỉ trích hoặc thể hiện thái độ. Ủng hộ nhau ở những buổi đầu hôn nhân là cách để mối quan hệ của hai bạn thêm bền vững và cho mọi người thấy bạn trân trọng vợ hoặc chồng mình như thế nào. Mọi người có thể thấy thất vọng một chút về những quyết định của hai bạn, nhưng họ sẽ bị ấn tượng bởi sự đồng lòng của hai người. Không thỏa mãn chuyện chăn gối. Nhiều người cho rằng chuyện chăn gối không còn hấp dẫn khi hai người đã kết hôn. Đó là vì họ coi chuyện ấy là để có con, khiến cho chuyện vợ chồng trở thành một công việc hơn là một điều gì đó thú vị, đáng để mong chờ. Đừng quên rằng chuyện ấy là để mang lại cho cả hai vợ chồng niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là một thủ tục. Hãy luôn tìm cách giữ lửa và làm đời sống chăn gối thêm lãng mạn. Chỉ trích nhau. Các bạn khởi đầu hôn nhân sẽ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của mối quan hệ về lâu dài. Có một điều đáng lo ngại là chồng bạn cho rằng bạn đang phê bình anh ấy, trong khi bạn không hề nghĩ vậy. Tuy bạn không cố tình xúc phạm hoặc không cho rằng mình đang trách móc người kia, điều này cũng làm mối quan hệ xấu đi. Nếu người kia cảm thấy bị chỉ trích, hãy xem lại xem bạn đã làm gì để họ nghĩ vậy. Cố gắng nhìn từ góc độ của họ và nói chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Các giai đoạn trong hôn nhân. Giai đoạn thứ nhất, trăng mật. Đây là giai đoạn năm đầu tiên sau khi kết hôn. Là lúc hai người say mê, khám phá lẫn nhau và nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng. Hãy tận hưởng giai đoạn này vì đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc sống vợ chồng. Giai đoạn 2, hiện thực. Đây là lúc các cặp vợ chồng bắt đầu phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm túc. Cuộc sống lúc này sẽ xuất hiện nhiều gam màu tối, chứ không chỉ là màu hồng. Bạn sẽ nhận ra những điều khác về bạn đời và có được cái nhìn nhất định về cuộc sống tương lai. Đây là lúc giữa hai người bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Giai đoạn 3, điều chỉnh. Sang giai đoạn thứ 3 này, sự quan tâm vợ chồng dành cho nhau và cho chính mối quan hệ của họ bắt đầu giảm bớt. Để người kia cảm thấy vui vẻ và giữ hòa khí gia đình, bạn sẽ phải nhượng bộ và điều chỉnh bản thân dù không mong muốn. Giai đoạn thứ 4, nổi loạn. Đây là một trong những giai đoạn căng thẳng và đáng sợ nhất của hôn nhân. Dường như lúc nào giữa hai bạn cũng chỉ trực xảy ra chiến tranh. Không cặp vợ chồng nào có thể tránh khỏi những mâu thuẫn trong giai đoạn này, nhất là trong thời hiện đại. Vì vậy, trong giai đoạn này, hãy học cách tranh cãi tích cực. Giai đoạn 5, trốn chạy. Trong khoảng 4 năm đầu chung sống bên nhau thì các cặp đôi sẽ bước sang giai đoạn này. Đây là lúc dễ xảy ra tình trạng Ông ăn chả, bà ăn nem. Vì các cặp đôi dành thời gian để phát triển bản thân, chứ không còn vun đắp cho mối quan hệ. Giai đoạn 6. Phải đối phó. Đây là lúc các cặp đôi nhận ra bỏ thì thương, vương thì tội và học cách sống chung với lũ. Với nhiều cặp vợ chồng, đây cũng là lúc họ tìm hiểu nhau lại từ đầu và có thể cải thiện mối quan hệ. Giai đoạn 7. Khủng hoảng tuổi trung niên. Với nhiều cặp vợ chồng, đây là một giai đoạn khó khăn khi họ phải đối mặt với tuổi già kề cận. Nhiều người muốn níu kéo tuổi thanh xuân, vì thế họ có những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. Đây cũng là lúc sức khỏe và tâm lý của phụ nữ thay đổi, kèm theo những thay đổi về cách sinh hoạt và ứng xử. Giai đoạn 8. Hoàn thành. Đến giai đoạn này, giữa hai vợ chồng không còn xảy ra mâu thuẫn, vì họ cảm thấy chẳng còn lý do gì để gây chiến. Sau nhiều năm chia sẻ bao thăng trầm cuộc sống, đây là lúc hạnh phúc hôn nhân tăng cao nhất. Hôn nhân là một món quà mà chỉ khi đi đến bước này, người ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.